Thì chợ nổi Cái Răng là một chợ lớn và tiêu biểu cho vùng Tây Nam Bộ với khoảng 300-400 ghe học mỗi ngày. Thời điểm hoàn hảo nhất để tham quan chợ nổi Cái Răng là từ 5-6 giờ sáng. Và ok, hãy cùng chúng mình bắt đầu khám phá chợ nổi Cái Răng nào. Như các bạn nhìn thấy ở đây thì sẽ có 6 tour. Mỗi tour sẽ khác nhau về thời gian và giá cả. Thế nên là các bạn hãy chọn cái nào mà cảm thấy phù hợp với bản thân nhé. Còn bọn mình thì lựa chọn tour thứ 2. Giờ thì bắt đầu đi tham quan chợ nổi Cái Răng thôi nào. Điểm đặc trưng đặc sắc nhất của chợ nổi Cái Răng mà người ta thường gọi đó chính là bún treo. Không biết là các bạn có tò mò bún treo là gì không? Ok, treo thứ nhất, treo gì bán nấy. Thì nghe các bạn cũng đoán được đúng không nào? Đó là trên thuyền, trên ghe họ có cái gì thì họ sẽ treo lên một cây tre dài khoảng 3-5 mét. Và họ thường gọi là cây bẹo. Treo thứ hai, treo mà không bán. Đó là những hộ gia đình có vài thế hệ sống trên ghe. Thì với họ, ghe thuyền chính là nhà. Và với cuộc sống sinh hoạt hàng ngày thì họ sẽ treo quần áo của mọi người lên để phơi nắng. Tất nhiên thì quần áo thì họ sẽ không bán rồi. Xuống bình tĩnh nhá. Vào. Chắc mình bò xuống mất. Từ từ nhá. Căng thẳng quá. Ây da. Về đây là an toàn rồi. Treo thứ ba, không treo mà bán. Những chiếc thuyền nhỏ len lỏi phục vụ khách đi chợ và khách tham quan các mặt hàng như là ăn uống này, bánh này, phở này, hủ tiếu, cà phê. Thì những thứ này thì thật sự mà nói thì khó có thể treo lên được. Đây là sữa đậu nè, sữa đậu nếm nè. Cảm nhận của anh về bún riêu. Ăn khá là bún riêu. À ok, riêu à, ok. Rất là riêu. Rất là riêu luôn. Và treo thứ tư, treo cái này nhưng bán cái khác. Nghe khá là hay ho đúng không? Tức là trên cây bẹo của họ thì sẽ không treo nông sản trái cây mà sẽ treo một tấm lá lợp hoặc một cái tàu lá dừa. Thì ý ở đây có thể hiểu là họ muốn bán chính cái tàu, cái thuyền, cái ghe của họ. Đấy, các bạn đã hiểu được bốn treo là gì chưa? Bây giờ thì mình sẽ ghé lên một chiếc, mình không biết là gọi là gì nữa. Bây giờ mình sẽ ghé lên một nhà để xem là đặc sản có những cái gì nhá. Đây là kiều nữ chân dài nè, còn đây là cá hấp đồng. Tại vì chân nó dài à? Dạ. Ăn thử đi chị, cứ dùng thử lại đi. Cái nghe vô. Kiều nữ chân dài, các anh có thử không? Kiều nữ chân dài. Kiều nữ gì? Chân dài. Đây con, đây là con gì đấy? Nhái á? Nhái thôi. Thôi bỏ đi, không sợ nhái. Thử.
rất nhiều loại cá. Quả dừa. Bánh hỏi dạ. Lạ ghê ta. Chuối à? Đặc sản miền Tây. Sau khi tham quan một hồi thì bọn mình không mua được cái gì. Bây giờ thì sẽ quay trở lại. Dứa nè, dứa nè. Nhưng trong đây người ta gọi là thơm nhá. Trái thơm. Ui. Nhưng mà cảm giác hơi xanh nhở. Không biết là vào bên kia bán cái gì. Khu này là bán thơm đúng không? Nãy trên kia bán dưa hấu. Và trái thơm. Ngoài Bắc mình gọi là trái dứa. Khu vực này được gọi là lò hủ tiếu các bạn ạ. Còn chắc chắn là sẽ là bán nhiều hủ tiếu rồi. Dưới chân cầu. Đâu. Chợ à? Hủ tiếu bánh lọt. Đẩy xô. Hello. Như vậy với 300.000 thì 6 đội mình đã được trải nghiệm khám phá chợ nổi Cái Răng, lò hủ tiếu và ngắm nhìn nếp sống sinh hoạt của người dân nơi đây. Nếu có cơ hội thì chắc chắn là mình sẽ quay lại đây một lần nữa. Ok, bây giờ mới là gần 7:30 và mình đã kết thúc hành trình. Bây giờ đi đâu tiếp? Và chắc có lẽ là chiều nay bọn mình sẽ quay trở lại Sài Gòn. Và cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Nếu thấy hay thì đừng quên để lại một like, share và nhấn vào chuông kênh của mình nha. Tại vì mình sẽ quay trở lại vào các video sau vào mỗi thứ 7 hàng tuần. Bye bye.